Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cá đớp nhau cùng mình. Hôm nay mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ mở được con cá mập đầu búa. Cá mập đầu búa, confirm. Ok, thì mình sẽ tăng một chút speed cho nó. Một chút lực cắn. Ok. Và chúng ta tiến lên nào. Cá mập đầu búa, let's go, bitch. Đây rồi, chúng ta có một cá mập đầu búa, chúng ta ăn được cá sư tử rồi. Vẫn bị con này chích. Ta phải lên được Megalodon thì không bị chích cơ, có thể ăn được sữa. Mày, chúng mày tuổi gì? Trời. Ôi trời. About you. Mission new rồi. Đi đây. Stingray. Ui dồi, cá đuối à? Nó bị reset hết nhiệm vụ à? What the fuck man? À mỗi con cá một nhiệm vụ khác nhau. Tiền sư. Mỗi con cá có một nhiệm vụ khác nhau. Hello. Somebody in here. Somebody in here. Toàn cua với gì đây? Sợ này bị phóng to ra nhỉ? Chắc chắn có cái củ cu gì đấy. Một anh rùa. Ấy. Một cháu rùa. Cái này. Cái có gì à? Cá kiếm. Cá sư tử rồi. Mình ăn thử máy cho các bạn xem nào. Ôi xời, có đĩa lôi. Có ngư lôi như nhỉ. Gì đây? 20 enemy shark. Ăn 20 con cá mập khác nhau. Lúc mình cần nhiệm vụ thì đéo thấy đâu cả. Thiệt sư chứ. Bây giờ mình bắt đầu ăn những cái con ngon rồi anh em. Con bắt đầu ăn được những cái con cá sư tử rồi. Tiên sư. Lạ, kỳ lạ nhỉ, đeo thêm một con. Đây rồi. Không thêm một con sứa nào nhỉ. Không thêm một con sứa đâu cả. Surprise, motherfucker. Mày ngu ơi. Hấp lượng bị làm sao ấy. Mày ngu người. Ok, 400 gold rồi các bạn ơi. Úi giời. Đàn cá vàng. Ngu người. Kéo gì đây, kéo gì đây. Cổng à. Nào, mình cùng đi vào cổng nào. Xem có cái gì nào. Mày. Yo. Ủa. Trước khi vào vẫn đớp được một con. Con rát rồi. Mochi. Sao cái máy bay kia nó không xuống đây được nhỉ? Sao xuống đây được hay vậy? Cứ cấu à. Hai cậu ấy. Mấy thằng hai cậu. Dám trêu mình không kinh kia. Cái trục gì anh em ạ? Ôi, bị đóng băng. Cái này không bị nổ mất đam mà bị đóng băng. Tao muốn gold rush để tao phi đi. Ôi. Trời ơi, đen chưa? Tiên sư nó gặp con đúng cái con cá mập khè băng. Mà mẹ ơi. Gold rush ở đây. Đúng lúc mẹ kiểu bốn sọt rồi. Nói chung là mình cần thịt ngay bây giờ. Như thằng này chẳng hạn. Như thằng béo ấy chẳng hạn. Bốn sọt rồi.
Mọi người mở cửa bà ơi. Holy shit man. Đây có cá đuối rồi. Bên cá đuối rồi. Ui, nhiều rùa vãi. Đi giờ không có đuối rồi. Đi cơ, đi cơ. Dậy. Nhanh với đã thề. Có mấy con cá đuối đâu nhở? Toàn cá kiếm đỡ cá đuối đâu cả. Cá ngừ này. Cá hồi, cá ngừ. Úi dồi ôi, anh ơi, tha em, anh ơi. Mày bị điên à? Úi, mày né hơi đỉnh này. Thằng cụ nhà mày. Mày không giết tao mày không được à? Mẹ thật. Không to lên được mấy anh em ạ. Ủa cái con cụ gì đây? Lấy nào. Bay lên kiếm ăn. Bay lên kiếm ăn. Chim. Trời ơi. Ăn 20 enemy shark trong một lần sống cơ. Khó khăn chồng chất khó khăn thế này, đánh đéo gì? Một cháu. Hai cháu. Ba cháu. Buras. Nó kiểu anh em đi đéo đâu cũng được ấy. Ôi trời ơi. Đi kiểu phê thuốc quá liều anh em cũng muốn đi đâu cũng được. Đéo sợ bom được. Đây rồi, con sứa ngu. Con sứa Stingray. Mày, mày chọc bố mày à? Mày có bị nhầm không? Mày có bị nhầm không? Chọc bố mày ít thôi, chọc bố mày ít thôi. Mày hơi nhầm rồi đấy. Sai lầm. Sai lầm, à mày. Con da đen. Lại sai lầm rồi. Á, à, anh cá mập búa. Cảm ơn. Ui, không ăn được. What the fuck? Nó dồn mình xuống. Mẹ. Bóng đèn. Cái gì đây? Stun. Stun là cái bị choáng, bị gây tê phải con sứa anh em ạ. Nói chung vẫn phải cẩn thận. Đấy, tăng anh em ạ. Anh biết stun là cái gì chưa? Nó đó. Nó là stun đấy. Chỗ này nhiều ngư lối nhỉ. Mọi người đi chỗ này là không có stun. Nó quá như một con cá mập thực thụ. Lại bị stun rồi. Con chó này. Mày đeo sao mẹ nó nhìn thấy cá mập rồi nó vẫn bơi được. Lại tăng. Tiên sư nhà mày, mày bị điên à?
Mày bị điên à? Các cháu cùng hiến cho cụ ấy. Cho nó ra đây không? Con rùa ngu. Chị không? Chị không? Cú láo thật. Mình mà trong 3 giây mình không ăn được nó là bắn nó bắn chết mình ngay. Lander có bị không nhỉ? Đéo bị. Đây rồi, đang cắn tôi rồi. Tuna stick. Bít tết cá ngừ. Vậy thì vớ quẩn. Tăng nữa sắp xong rồi. Xong chưa? 77% rồi. 1000 mét cơ mà. Con cá điện, con cá điện, con cá điện. Con cá điện. Ngon. Hiến dâng tình yêu quá cả đấy. Rồi bố mày có sắp có bonus rồi. Ngon, ok chúng ta đã xong rồi, bây giờ chúng ta có thể bị stun. Bây giờ chúng ta sẽ sáng chiến với con cá cu kia thôi. Đợi, bình tĩnh lại. Đấy rồi. Mày đâu mà chó. Mày bố láo nè, che chắc. Mày cái người. Mày đừng tưởng mày là cá điện mà mày tao không dám slow với mày nhá. Mày nghe chưa? Bố mày là bá đạo thì bố mày là Gold Rush. Đừng ăn năm. Đúng mấy con cá mập kia là thêm mấy con sứa là ok fireman. Thải em thôi. Ê bên nó có cái ấy đèn thế. Bên nó có cái tàu ngầm. Ê lại quay lại rồi. Đen đuổi đéo chịu được. Úi giời ơi. Tí quen mồm. Đói con mẹ rồi, có gì ăn không? Đây rồi, có đàn cá ngừ tiếp đói. Đúng rồi, trong cái rủi có cái mày. Thơm. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Cái đầu má. Chó thật mẹ đang. Úi dồi ôi thì ngập ngay quả ngư lôi vào mồm. Con sữa tiếp theo. Đen vãi mất mẹ một kim cương hồi sinh rồi. À rất cảm ơn bạn Bang, Bang ở Facebook tên là Bang James. Bang ấy, Bang Bang anh em ạ. Bang James đã gửi cho mình mỗi ngày gửi cho mình 3 kim cương ở cái phần tặng quà nhá. Rất là cảm ơn bạn. Mày con kia ở đâu rồi? Hôm qua mày đây. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Không thấy đâu nhỉ. Thần kỳ vậy cả đấy, đéo thấy. Mẹ mày lúc lúc nãy thì đéo cần thì thấy, mà bây giờ lúc cần thì đéo thấy. Đi à, ô các cụ ơi mẹ các cụ cầm mẹ mát tao chém chết mình rồi. Ok thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series cá đớp nhau thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!